AVZ, giải bài tập full môn, soạn văn hay nhất, học livestream miễn phí, tương tác trực tiếp với giáo viên hàng đầu. Vào thư viện app, tải ngay AVZ. Xin chào các em. Như vậy là ở các bài trước chúng ta được học về công thức tính diện tích hình chữ nhật, công thức tính diện tích hình vuông, tam giác, hình thang và hình bình hành. Vậy chúng ta có thể đoán được cho cô ngày hôm nay chúng ta sẽ học diện tích của loại hình đặc biệt gì không? À, chúng ta chỉ còn một hình đặc biệt nữa, đó chính là hình thoi. Và ngày hôm nay chúng ta cùng vào bài diện tích hình thoi. Nhưng trước khi tìm hiểu về công thức tính diện tích hình thoi, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một trường hợp đặc biệt hơn của tứ giác mà có thêm một điều kiện nữa, đó chính là tứ giác có hai đường chéo vuông góc. Bây giờ chúng ta sẽ xét tứ giác ABCD như trên hình vẽ, có hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau tại H. Chúng ta cứ vẽ một tứ giác bất kỳ ra, miễn làm sao chúng có hai đường chéo vuông góc. Thì cách vẽ của chúng ta ở trong vở như thế nào? Chúng ta sẽ vẽ cho cô hai đường chéo vuông góc trước, sau đó mình sẽ nối các điểm lại với nhau thì mình sẽ được tứ giác giống như hình vẽ của cô. Và bây giờ để chúng ta có thể tính được diện tích của tứ giác ABCD này, chúng ta sẽ làm như thế nào nhỉ? À, chúng ta sẽ chia tứ giác ABCD ra làm các hình nhỏ, đúng không nào? Và ở đây chúng ta sẽ chọn là chia ra làm hai tam giác, bởi vì chúng ta đã biết công thức tính diện tích tam giác rồi. Đó là tam giác ABC và tam giác ADC. Đó là cách mà cô chọn. Ngoài ra thì chúng ta có thể chọn là tam giác ABD và tam giác BCD thì cũng như vậy. Hoặc bạn nào mà thích chia nhỏ hơn thì chúng ta sẽ chia làm 4 tam giác vuông nhỏ ở đây. Nhưng chúng ta vẫn nên là dùng tam giác to thì sẽ nhanh hơn. Nào, bây giờ chúng ta hãy nhắc lại cho cô công thức tính diện tích tam giác nào. Công thức tính diện tích tam giác là gì? 1/2. À, đáy nhân chiều cao, đúng không nào? Như vậy, chúng ta sẽ có diện tích của tam giác ABC bằng 1/2 BH nhân AC. Như vậy, chúng ta có công thức tính diện tích tam giác ABC rồi. Tương tự như thế, chúng ta có diện tích tam giác ADC bằng gì nhỉ? Bằng 1/2 DH nhân AC. Mà chúng ta lại có diện tích của tứ giác ABCD chính bằng diện tích của tam giác ABC cộng với diện tích của tam giác ADC, đúng không nào? Như vậy, chúng ta sẽ thay diện tích của tam giác ABC bằng 1/2 BH nhân AC, còn diện tích của tam giác ADC chính bằng 1/2 nhân BH nhân AC vào, thì chúng ta sẽ được là bằng 1/2 BH nhân AC cộng 1/2 DH nhân AC. Đến đây chúng ta thấy rằng có nhân tử chung là gì nhỉ? Chúng ta có nhân tử chung là 1/2 AC, đúng không nào? Mình đưa nhân tử chung là 1/2 AC ra ngoài đó. Mình dùng cả đại số, mình dùng cả hình học. Đưa 1/2 AC ra ngoài, trong ngoặc sẽ còn BH cộng DH. Mà chúng ta thấy rằng BH cộng DH chính là đoạn nào? Chính là đoạn BD. Như vậy chúng ta sẽ có diện tích tam giác ABC, tứ giác ABCD bằng 1/2 BD nhân AC. Đây chính là công thức để chúng ta có thể tính được diện tích của một tứ giác có hai đường chéo vuông góc. Đó chính là lấy nửa tích của hai đường chéo. Từ đây chúng ta có thể suy ra được công thức tính diện tích hình thoi. Bởi vì chúng ta biết rằng hình thoi là có hai đường chéo vuông góc với nhau. Như vậy chúng ta sẽ có thể sử dụng được công thức tính mà chúng ta vừa hình thành ở phần 1 nhỏ. Ở đây cô sẽ coi đường chéo dài là có độ dài là D1, còn đường chéo ngắn này thì sẽ cô đường chỉ có độ dài là D2. Từ đó chúng ta sẽ có công thức tính diện tích hình thoi là diện tích hình thoi sẽ bằng nửa tích hai đường chéo, hay nói cách khác là S bằng 1/2 D1 nhân D2. Đó, được chưa nhỉ? Và chúng ta cũng có thể tính được diện tích của hình thoi theo một cách khác. Bởi vì chúng ta đã học thì hình thoi cũng là hình bình hành. Như vậy chúng ta có thể lấy cạnh nhân với
nhân với chiều cao tương ứng. Thì ở đây các em có thể vẽ chiều cao tương ứng xuống đây, vẽ vuông góc xuống. Vuông góc thì chúng ta phải đặt thước, đặt thước vuông góc đúng không nào? Mình lợi dụng cái điểm chia dài nhất này, đặt trùng trên cái cạnh mà chúng ta muốn vẽ vuông và kẻ từ đỉnh đây. Như thế này thì gọi là vuông góc. Và chúng ta sẽ có công thức diện tích hình thoi. Cách thứ hai đó là S bằng A nhân với H, giống như diện tích của hình bình hành. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng toàn bộ công thức vào để làm cho cô ví dụ sau. Ba nhỏ ví dụ. Ví dụ cho trong một khu vườn hình thang cân ABCD với đáy nhỏ AB bằng 30m, đáy lớn CD bằng 50m và diện tích thì bằng 800m2. Người ta làm một bồn hoa hình tứ giác MENG với MENG là trung điểm các cạnh của hình thang cân này. Có hai phần, phần A là tứ giác MENG là hình gì, phần B là tính diện tích. Câu hỏi đầu tiên ở phần A thì chúng ta sẽ dựa trên kiến thức của chương 1 để giải. Còn diện tích của bồn hoa thì chúng ta sẽ dựa vào công thức ngày hôm nay. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vẽ hình và hoàn thành bài tập này nhé. Đầu tiên chúng ta cần phải vẽ một hình thang cân đúng không nào? Chúng ta còn nhớ cách vẽ hình thang cân không? Chúng ta sẽ vẽ hai đáy trước. Sao cho? Ví dụ đây. Cô sẽ vẽ đáy DC. Thì đáy AB nó sẽ cách D một khoảng và cách B một điểm C sẽ cách B một khoảng là giống nhau. Đây này, chúng ta vẽ cái khoảng cách từ đoạn này đến đoạn vuông góc này, vuông vẽ vuông góc số nhá, là như nhau. Còn bạn nào quên cách vẽ hình thang cân rồi thì xem lại cho cô bài hình thang cân nhá. Sau đó là chúng ta sẽ lấy các trung điểm. Thì ở đây cô sẽ ký hiệu thêm trung điểm vào cho chúng ta nhìn cho nó dễ. Câu hỏi đầu tiên là tứ giác MENG là hình gì? Đây, MENG là hình gì? Chúng ta dự đoán cho cô đây là hình gì đã. Đây là hình thoi đúng không nào? Chắc chắn là hình thoi rồi, bởi vì hôm nay chúng ta học diện tích hình thoi mà. Vậy thì làm sao để chứng minh cho tứ giác này là hình thoi đây? Cô gợi ý cho chúng ta là chúng ta sẽ đi chứng minh đây là hình bình hành và có hai cạnh kề bằng nhau. Đó. Chứng minh là hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau. Thế làm sao để chúng ta có thể chứng minh được đây là hình bình hành? Thì chúng ta sẽ dựa vào tính chất của đường trung bình tam giác. Bây giờ để rõ ràng hơn thì cô sẽ gợi ý chúng ta là kẻ đường chéo AC vào. Còn bạn nào thích thì có thể kẻ đường chéo BD, tùy các bạn. Ở đây cô sẽ chọn là kẻ đường chéo AC. Thì mình sẽ có điều gì? Ở đây chúng ta có M là trung điểm của AD, còn G là trung điểm của DC. Điểm C cao lên một tí nhé, nó bị lỗi một chút. Thì khi đó chúng ta sẽ có điều gì nhỉ? Chúng ta có MG là đường trung bình của tam giác ADC. Do đó MG sẽ song song với AC và bằng một nửa AC đúng không nào? Tiếp tục, đối với tứ giác BAC cũng như vậy. Chúng ta sẽ có N là đường trung bình của tam giác này. Thì chúng ta sẽ có N song song với AC và bằng một nửa AC. Từ đây chúng ta suy ra được MG sẽ song song với N vì cùng song song với đoạn AC và bằng một nửa đoạn AC nữa. Cho nên MG và N sẽ bằng nhau. Tứ giác có một cặp cạnh vừa song song vừa bằng nhau thì đó là hình bình hành đúng không nào? Chúng ta phải thuộc tất cả các dấu hiệu nhận biết thì chúng ta mới áp dụng vào làm bài tập được. Rồi bây giờ để nó đã là một hình bình hành rồi, để hình bình hành này là một hình thoi thì chúng ta sẽ đi chứng minh cho hai cạnh kề bằng nhau. Và ở đây cô sẽ chọn hai cạnh kề của chúng ta là cạnh MG và cạnh GN. Các bạn có thể chọn cạnh ME hoặc là N được nhá. Thì làm sao để chứng minh cho MG bằng GN đây? Chúng ta sẽ sử dụng hai tam giác bằng nhau, đó là tam giác DMG và tam giác CNG. Tại sao cô lại nói nó bằng nhau? Bởi vì chúng ta có DG bằng GC.
Đây, do G là trung điểm mà, cho nên bằng nhau. Mà theo tính chất của hình thang cân thì chúng ta có tính chất là hai cạnh bên, làm sao nhỉ? Hai cạnh bên bằng nhau. Như vậy chúng ta có đoạn AD bằng BN, mà M là trung điểm của AD, N là trung điểm BC. Cho nên MD sẽ bằng với NC, đúng không nào? Ngoài ra, tính chất của hình thang cân chúng ta còn có hai góc kề một đáy bằng nhau. Tức là chúng ta có góc D ở đây bằng góc C ở đây, đúng không nào? Như vậy, hai tam giác này sẽ bằng nhau theo trường hợp cạnh, góc, cạnh. Như vậy mình suy ra được MG bằng với GN. Từ đó có thể kết luận rằng đây là hình thoi. Và chúng ta sẽ cùng nhau đi trình bày lại một chút bài này để nhớ lại kiến thức. Chứ từ đầu đến giờ chúng ta cũng ít khi động đến những bài tập chứng minh giống như ở chương 1, đúng không nào? Nhưng mà cuối kỳ là chúng ta sẽ kiểm tra như thế này đấy. Đầu tiên mình sẽ phải chứng minh đây là hình bình hành bằng cách gì nhỉ? Chứng minh MG là đường trung bình của tam giác và N là đường trung bình của tam giác ABC. Thì ở trên bảng cô sẽ ghi là chứng minh tương tự. Còn chúng ta về nhà sẽ có trách nhiệm là làm đầy đủ vào cho cô, nhớ chưa nhỉ? Nào, đầu tiên chúng ta sẽ xét tam giác DAG có M là trung điểm của A là trung điểm AD, trung điểm viết tắt nha. G là trung điểm DC. Nên chúng ta suy ra được MG là đường trung bình. Trung bình có viết tắt nhé, của tam giác DAC. Từ đây chúng ta suy ra được MG song song với AC và MG bằng 1/2 AC, hoặc là viết là AC trên 2 cũng được. Đây là do tính chất đường trung bình. Tự viết nhá, tính chất đường trung bình. Và chứng minh tương tự, chúng ta cũng sẽ có NE song song với AC và NE bằng 1/2 AC. Từ đây chúng ta suy ra được MG song song với NE và song song với AC. Và MG thì bằng đoạn NE vì cùng bằng 1/2 AC. Sau khi có điều này rồi, chúng ta sẽ suy ra MENG là hình bình hành, đúng không nào? Suy ra tứ giác MENG là hình bình hành. Sau khi có nó là một hình bình hành rồi thì chúng ta sẽ đi chứng minh cho MG bằng với GN bằng cách xét hai tam giác bằng nhau. Tuy nhiên trước khi xét hai tam giác bằng nhau thì chúng ta sẽ giải thích cho cô vì sao mà MD bằng với NC và góc D ở đây bằng góc C ở đây đã. Vì đây là dấu cộng thứ nhất nha, dấu cộng thứ hai, và đây là dấu cộng thứ ba rồi. Vì ABCD là hình thang cân. Nên chúng ta có điều gì? Chúng ta sẽ có là góc D bằng góc C, và chúng ta sẽ phải đọc rõ góc ra. Góc ADC bằng góc BCD. Hai góc ở đáy bằng nhau. Ngoài ra chúng ta có AD bằng BC. Đây là do tính chất hình thang cân. Hình thang của viết tắt nhé. Sau đó chúng ta sẽ suy ra được là MD bằng với NC, đúng không nào? Suy ra, ghi thêm một câu đi, mà M là trung điểm AD, phải N là trung điểm BC. Trung điểm cô viết tắt hết nhá. Cô trên bảng của cô khá là nhỏ, không có đủ chỗ để chúng ta trình bày quá đầy đủ đâu, cho nên cô sẽ hướng dẫn chúng ta
Sau đó mình sẽ suy ra được là MD bằng NC. Từ đây mình có thể xét tam giác được rồi. Xét tam giác MDG và tam giác NGC. Có cái gì? Có MD bằng NC. Chứng minh trên. Góc ADC bằng góc BCD. Cũng chứng minh trên. Và chúng ta có thêm DG bằng GC. Lý do là vì G là trung điểm. Là trung điểm của DC. Từ đây chúng ta suy ra được tam giác MDG bằng tam giác NGC theo trường hợp cạnh góc cạnh. Từ đây chúng ta suy ra được MG bằng với đoạn GN. Cô sẽ ký hiệu ở đây là 1. Hình bình hành là 1, hai cạnh kề bằng nhau là 2. Chúng ta sẽ viết là từ 1 và 2. Chúng ta suy ra được MNG là hình thoi. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau làm xong phần A rồi. Các em có thắc mắc gì không nhỉ? Câu B người ta yêu cầu chúng ta là tính diện tích của bồn hoa, đúng không nào? Tính diện tích của bồn hoa chính là hình thoi MNG. Và chúng ta sẽ áp dụng công thức ngày hôm nay chúng ta học, đó là 1/2 tích hai đường chéo. Thì ở đây chúng ta sẽ phải kẻ ra hai đường chéo để còn áp dụng, đúng không nào? Không kẻ ra thì lấy cái gì ra mà áp dụng bây giờ? Kẻ hai đường chéo và hình thoi thì bao giờ chúng ta sẽ có hai đường chéo này vuông góc với nhau. Vậy làm sao để chúng ta tính được hai đường chéo đây? Đề bài người ta chỉ cho là đáy nhỏ AB bằng 30m, còn đáy lớn bằng 50m và diện tích bằng 800m². Đáy nhỏ có rồi, đáy lớn có rồi, thì chúng ta có tìm được MN không? MN chính là cái gì trong hình thang này nhỉ? MN được gọi là đường trung bình của hình thang. Chúng ta còn nhớ đường trung bình của hình thang không? Đường trung bình của hình thang, bởi vì M là trung điểm của AD, N là trung điểm của BC, cho nên MN là đường trung bình của hình thang ABCD. Đó, như vậy muốn làm được thì chúng ta phải có kiến thức của chương 1, đúng không nào? Bạn nào mà bị hỏng kiến thức thì chúng ta bắt buộc phải học lại, không có cách nào khác. Đừng có nghĩ đường tắt, nhớ chưa? Tự học lại đi, có trách nhiệm với bản thân một tí. Không là lớp 9 mình không học được cái gì đâu. Đầu tiên chúng ta sẽ phải đi chứng minh cho MN là đường trung bình của hình thang này. Thì chúng ta sẽ xét hình thang, đúng không nào? Xét hình thang ABCD. Có M là trung điểm AD, còn N là trung điểm BC. Từ đây chúng ta suy ra được MN là đường trung bình. Chữ trung bình có viết tắt nhé. Trung bình của hình thang ABCD. Hình thang cũng viết tắt. Sau khi mình có MN là đường trung bình của hình thang rồi thì chúng ta có tính chất đường trung bình của hình thang là MN bằng gì nhỉ? Bằng tổng độ dài hai đáy chia 2, AB cộng DC chia 2. Và chúng ta sẽ thay số vào luôn. AB của chúng ta bằng 30, còn DC bằng 50. 30 cộng 50 là 80, 80 chia 2 là 40m, đúng không nào? Cái này là theo tính chất của đường trung bình. Giải thích thêm mở ngoặc. Tính chất đường trung bình. Như vậy là chúng ta đã tính được đoạn MN rồi. Bây giờ còn đoạn EG nữa thôi. Thì chúng ta để ý một tí, EG được gọi là cái gì trong hình thang này? EG là đường cao. Bởi vì EG chính là khoảng cách giữa hai đường thẳng song song.
A, B và D, C. Cho nên EG chính là đường cao trong hình thang A, B, C, D này. Đúng chưa? Vậy bây giờ làm sao để tính được đường cao đây trong khi chúng ta có đáy lớn, đáy nhỏ và diện tích rồi? À, chúng ta có công thức tính diện tích đúng không nào? Từ đó chúng ta có thể suy ra được công thức để mình tính ra đường cao trong hình thang này. Các em sẽ ghi là ta có EG là đường cao. Của hình thang ABCD. Nên chúng ta suy ra diện tích ABCD sẽ bằng 1/2 tổng độ dài hai cạnh nhân tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao đúng không nào? AB cộng CD nhân chiều cao là EG. Từ đây chúng ta có thể thay số vào, suy ra diện tích của hình thang ABCD là 800 m². AB là 30, CD là 50 nhân với EG. Thì từ đây chúng ta có thể tính được EG. 30 cộng với 50 là 80, 80 chia 2 là 40 đúng không nào? Như vậy EG nó sẽ bằng 800 chia cho 40, tức là bằng 20 m. Sau khi tính được EG là 20 m, MN là 40 m rồi, chúng ta có thể tính được diện tích bồn hoa không? Và chúng ta sẽ đi kết luận là vậy diện tích bồn hoa là chính là diện tích của MENG sẽ bằng 1/2 tích hai đường chéo là EG và MN. Từ đó chúng ta thay số vào. EG vừa tính bằng 20, còn MN chúng ta tính ra bằng 40. 20 chia 2 được 10, 10 nhân 40 là 400. Như vậy chúng ta sẽ được diện tích của bồn hoa là 400 m². Đó là cách để chúng ta có thể làm được bài. Các em đã hiểu chưa? Bạn nào còn khó khăn ở đâu thì các em hãy comment xuống dưới và mình lưu ý một tí là mình sẽ comment là ở phần nào em chưa hiểu để cô giải đáp được dễ hơn nhá. Bởi vì là cô quay rất nhiều bài rồi cho nên cô không thể nào mà nhớ được chi tiết là cô đã nói phần này ở phần nào đâu. Nhớ nhá. Sang phần bài tập củng cố, bài đầu tiên cô chia cho chúng ta là bài 35 trong sách giáo khoa trang 129. Bài yêu cầu là tính diện tích của hình thoi có cạnh dài 6 cm và một trong các góc của nó có số đo là 60 độ. Thì chúng ta sẽ cần phải vẽ một hình thoi mà có số đo góc là 60 độ. Còn cạnh thì chúng ta không nhất thiết phải vẽ cạnh là 6 cm, bởi vì để vẽ được 6 cm thì nó rất là khó. Thì chúng ta sẽ coi cái đoạn đó là 6 cm cũng được. Thì bây giờ chúng ta sẽ phải vẽ được hình thoi có một góc là 60 độ đúng không nào? Thế mình hình dung một chút là hình thoi mà có một góc là 60 độ thì nó sẽ bị được hình thành bởi hai tam giác như thế nào? À, hai tam giác đều, đúng không nào? Như vậy chúng ta có thể vẽ được. Ví dụ cô vẽ góc A đi, góc A là góc bằng 60 độ. Thì ở đây cô sẽ vẽ tam giác đều. Tam giác đều thì chúng ta sẽ vẽ một cạnh đáy và chúng ta vẽ góc 60 độ đúng không nào? Góc 60 độ. Đây thì đây là 60 độ. Chúng ta dùng thước đo góc thôi. Lấy hai bên 60 độ, sau đó nó cắt nhau tại đâu? Thì đó chính là cái điểm mà chúng ta lấy góc A bằng 60 độ đấy. Đây, cắt nhau tại điểm này. Thì bây giờ cô sẽ nối vào. Như thế này thì cô được góc A bằng 60 độ. Đây, viết thêm 60 độ vào. A, B. Để vẽ thêm điểm C nữa thì chúng ta chỉ cần vẽ đối xứng điểm A qua đường thẳng này thôi. Qua đường thẳng này thì chúng ta sẽ vẽ vừa vuông góc và vừa cách đều đúng không nào?
Đây cô đo luôn, từ đây xuống đây là 17,3 cm, thì chúng ta vẽ vuông góc xuống. Đo một đoạn đúng bằng 17,3 nữa là được. Và chúng ta nối các điểm này lại thì mình sẽ được hình thang như đề bài yêu cầu. Và mình đặt tên hình thang, cô xin lỗi, hình thoi. Hình thoi này là hình thoi ABCD. Chúng ta sẽ ghi là xét hình thoi ABCD. Có góc A bằng 60 độ. Còn cạnh thì chúng ta sẽ có cả bốn cạnh của chúng ta đều bằng 6 cm, đúng không nào? Vậy bây giờ làm sao để chúng ta có thể tính được đường chéo đây? Bởi vì chúng ta tính bằng công thức 1/2 tích 2 đường chéo mà. Thì bây giờ làm sao? Chúng ta để ý rằng hình thoi thì chúng ta sẽ có các cạnh bên bằng nhau, các cạnh kề nhau bằng nhau. Hay nói cách khác là tất cả các cạnh cũng được. Thì chúng ta có AB sẽ bằng với AD. Mà góc A trong tam giác ABD này lại bằng 60 độ, cho nên chúng ta có tam giác ABD đều. Đó là cách giải thích vì sao chúng ta vẽ được hình thoi bằng cách mà cô nói rằng vẽ tam giác đều đấy. Thì chúng ta sẽ trình bày ra. Để chúng ta suy ra được đường chéo BD chính bằng 6 cm. Được không nhỉ? Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi trình bày. Ta có AB bằng AD, mở ngoặc, tính chất hình thoi. Hình thoi cô viết tắt nhé. Góc A bằng 60 độ. Từ hai điều này chúng ta suy ra được tam giác ABD đều. Đều thì chúng ta suy ra được BD sẽ bằng AD và bằng AB bằng 6 cm. Đây là do tính chất tam giác đều, đúng không nào? Mở ngoặc, tính chất tam giác đều. Sau khi tính được BD rồi, chúng ta sẽ cần phải tính thêm đường chéo AC nữa để chúng ta tính được diện tích của hình thoi này. Thì chúng ta sẽ tính AC bằng cách nào đây? Giả sử cô gọi Y là giao điểm của hai đường chéo thì chúng ta sẽ có điều gì nhỉ? Chúng ta sẽ có AC vuông góc với BD tại Y, đúng không nào? Vuông góc, bây giờ cô tạm thời ký hiệu vào để chúng mình nhìn cho nó dễ nhé. Vuông góc và mình có thêm là Y là trung điểm của BD và đồng thời là trung điểm của AC nữa. Hai đường chéo vuông góc và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường đấy. Như vậy chúng ta vừa có BD rồi thì có tính được IB không? Có, đúng không nào? Mà xét tam giác AIB vuông tại Y có AB, có IB. Các em có tính được AI không? Có, đúng không nào? Chúng ta tính bằng định lý Pythagore. Tổng bình phương hai cạnh góc vuông bằng bình phương cạnh huyền. Sau khi tính được AI rồi, chúng ta tính được AC. Bởi vì AI thì bằng một nửa của AC mà. Vừa mình nói xong, Y là trung điểm của AC. Như vậy chúng ta có thể đi trình bày. Giả sử hoặc là gọi Y là giao điểm. Của AC và BD. Nên chúng ta suy ra được AC vuông góc với BD tại Y, suy ra. Mình chỉ cần suy ra AI vuông góc với lại BI thôi nhá. Mình cần dùng cái gì thì mình tính cái đó. Thế thôi, vuông góc với BD đi. Ngoài ra mình có là Y là trung điểm của BC và AC, đúng không nào? Và Y là trung điểm của AC và... À đấy, cứ quen đọc là BD. Hôm trước có bạn comment bảo là BD à cô? Cô cũng... Thì mình sẽ đọc là DB nhá. Cho nó khác đi một tí nhưng mà cô vẫn quen mồm đấy. Cô chả có ý gì đâu. Các bạn cứ suy diễn thôi. À,
Y là trung điểm của AC và BD thì chúng ta tính được, suy ra BI sẽ bằng BD trên 2, đúng không nào? Đấy, lại BD rồi. BD trên 2 cũng được. Vừa mình tính xong bằng 6, 6 chia 2 là 3 cm. Tính được BI rồi thì bây giờ chúng ta sẽ ghép vào tam giác AIB vuông tại I. Chúng ta sẽ đi xét tam giác ABI vuông tại I. Có. Chúng ta sẽ viết theo định lý Pythagore, đó là AB bình bằng AI bình cộng IB bình. Nên chúng ta suy ra được là 6 bình phương sẽ bằng AI bình là cái mình cần tính, cộng với IB bình tức là 3 bình. Từ đây mình suy ra được, giải thích thêm cho cô nhé, định lý Pythagore. Từ đây chúng ta suy ra được AI bình bằng 6 bình trừ đi 3 bình. Thì chúng ta cứ bấm máy tính đi cho nhanh mà đỡ bị sai. 6 bình là 36 trừ đi 9 ra 27. Suy ra AI, chúng ta thấy rằng không có cái số nào mà bình phương lên bằng 27. Số tự nhiên ấy, cô đang nói số tự nhiên. Không có số tự nhiên nào bình phương ra bằng 27 cả. Thì chúng ta lớp 7 đã học rồi, khái niệm căn bậc 2. Chúng ta sẽ biết là căn bậc 2 của 27 cm. Sau khi tính được AI rồi, chúng ta sẽ suy ra AC. Suy ra AC bằng 2 lần AI. Khi đó sẽ bằng 2 căn 27 cm. Sau đó mình sẽ tính được diện tích của hình thoi này. Diện tích hình thoi là S bằng 1/2 AC nhân DB bằng 1/2 AC vừa mình tính xong rồi, bằng 2 căn 27. Thì mình sẽ viết là 2 căn 27 nhân DB là ra 6. Đây. Mà 2 chúng ta có thể rút gọn cho 2 rồi, bằng 1, như vậy nó sẽ bằng căn 27 nhân 6. Thì chúng ta sẽ viết thành 6 căn 27 cho nó thuận nhé. 6 căn 27 cm vuông. Như vậy là chúng ta đã giải quyết xong bài tập này rồi. Các em đã hiểu chưa nhỉ? Bài thứ hai cô chữa chúng ta là bài 44 trong sách bài tập trang 163. Bài cho hình thoi ABCD, biết AB bằng 5 cm, AI bằng 3 cm, I là giao điểm của hai đường chéo. Hãy tính diện tích hình thoi đó. Thì ở đây cô sẽ vẽ hai đường chéo trước. Vẽ hai đường chéo vuông góc trước. Đây. Ví dụ là cô vẽ hai đường chéo vuông góc như thế này chẳng hạn. Và vuông là vuông tại trung điểm đấy nhá. Ở đây cô vẽ 5 ô thì cô sẽ lấy 2 ô rưỡi để cô vẽ vuông góc lên. Và chỗ này cô sẽ lấy dài ra là cô lấy 4 ô. Thì ở đây chúng ta sẽ có AI bằng 5, AI bằng 3 và AB bằng 5. Thì ở đây, ví dụ như cô coi đây là A chẳng hạn, thì đây sẽ là B, đúng không nào? Và đây là I của chúng ta. Bởi vì AB nó dài hơn mà. Và bây giờ người ta yêu cầu là tính diện tích của hình thoi ABCD này. Thế để tính thì chúng ta làm nào đây? Chúng ta lại đi tính hai đường chéo, đúng không nào? Tính hai đường chéo thì bây giờ chúng ta sẽ phải lưu ý rằng hai đường chéo trong hình thoi chúng sẽ vuông góc với nhau. Thì chúng ta sẽ lại sử dụng tương tự như bài 1 là chúng ta dùng Pythagore vào thôi. Thì ở đây người ta cho sẵn chúng ta AI là bằng 3 rồi. Thì chúng ta có tính được đoạn AC không? À có, đúng không nào? Bởi vì I là trung điểm của AC. Vì ABCD là hình thoi nên I là trung điểm, cô viết tắt, của AC
và DB. Cũng đọc dần là DB cho nó quen. Rồi, sau đó mình sẽ suy ra được là AC bằng 2 lần AI. Tức là chúng ta thay vào sẽ bằng 2 x 3 bằng 6cm. Có AC rồi, bây giờ tính cho cô BD đi. Muốn tính được DB. Muốn tính được DB thì chúng ta sẽ tính cho cô đoạn BI trước. Bởi vì khi chúng ta tính được BI rồi thì chúng ta sẽ có là DB gấp 2 lần IB. Và bây giờ để tính IB chúng ta làm thế nào đây? Chúng ta lưu ý rằng ở đây chúng ta có AC vuông góc với BD. Không nên ký hiệu lên hình đâu, nhưng mà cô ký hiệu cho chúng ta nhìn rõ hơn thôi. Và chúng ta có AB bằng 5, còn AI bằng 3. Thì chúng ta có tính được IB không? Tính bằng định lý gì? Pythagore, đúng không nào? Xét tam giác AIB vuông tại I. Nhưng chúng ta phải giải thích là vì sao nó vuông tại I nhá. Vì sao vuông tại I nhỉ? Vì ABCD là hình thoi. Nên AC vuông góc với BD. Có AB bình phương cạnh huyền này bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông, tức là AI bình cộng IB bình. Đây là theo định lý Pythagore. Từ đây chúng ta sẽ suy ra được IB bình bằng AB bình trừ AI bình. Và chúng ta thay số vào, AB là 5 thì chúng ta sẽ được là 5 bình phương trừ AI bình là 3 bình phương. 5 bình là 25, đúng không nào? 3 bình là 9. 25 trừ 9 ra là 16. Và máy tính cũng được, tùy các em. Nên từ đây mình suy ra được đoạn IB chính bằng 4cm. Đấy, có vẻ là mình lấy nó không được à. Đoạn IB nó phải lớn hơn đoạn AI cơ. Thế cô đổi đỉnh nhá. Đổi đỉnh đi, cho hình của chúng ta nó đúng một chút. A, B, C, D. Đấy. Như vậy chúng ta thấy rằng AI đang nhỏ hơn BI này. Nó mới đúng với kết quả mà chúng ta vừa làm ra. Tính ra IB rồi thì chúng ta sẽ suy ra được là BD. Lại BD rồi, DB bằng 2 lần IB, đúng không nào? Đây, DB đây bằng 2 lần IB. IB thì vừa tính xong bằng 4, như vậy mình thay vào bằng 2 x 4 là bằng 8cm. Và chúng ta sẽ có diện tích hình thoi là 1/2 tích hai đường chéo. Đường chéo là AC nhân DB bằng 1/2, thay số AC bằng 6, DB bằng 8. Rút gọn đi, 6 rút gọn cho 2 thì được 3, 3 x 8 là được 24. Như vậy chúng ta ra kết quả là 24cm². Các em đã rõ chưa nhỉ? Bài này không khó đâu nhá. Bài cuối cùng cô chữa chúng ta là bài 36 trong sách giáo khoa trang 129. Bài cho một hình thoi và một hình vuông có cùng chu vi. Thế chúng ta phải nhớ được công thức tính chu vi là gì. Chu vi tính chính là tổng độ dài các cạnh ấy. Thì chu vi của hình thoi sẽ là 4A, đúng không nào? Với A là cạnh. Nhắc lại một tí nhé. Chu vi hình thoi chu vi thì thường ký hiệu là P, đúng không nào? Bằng 4A. Thường ký hiệu thôi chứ nó cũng không chuẩn đâu. Cô phải viết bằng lời. Còn chu vi của hình vuông là gì nhỉ? Hình vuông chúng ta cũng có 4 cạnh bằng nhau. Cũng là 4A, đúng không nào? Với A là cạnh của hình thoi và hình vuông. Như vậy người ta nói rằng cho một hình thoi và một hình vuông có cùng chu vi, tức là đề bài cho chúng ta cái gì? Cho chúng ta hình thoi và hình vuông này có cùng độ dài cạnh. Như vậy chúng ta sẽ viết là dài
ta có hình thoi và hình vuông. Có cùng chu vi. Nên chúng có độ dài các cạnh đều bằng a. Đều bằng nhau thì cô sẽ viết là bằng a luôn nhé. Mình sẽ ký hiệu là a để lát nữa mình sẽ so sánh xem diện tích của hai hình này như thế nào. Thì bây giờ chúng ta lại nhớ công thức tính diện tích nữa. Diện tích của hình thoi là gì? S bằng 1/2 tích hai đường chéo. Hoặc chúng ta có thể sử dụng công thức tính diện tích hình bình hành, đó là a nhân h. Chúng ta sẽ vẽ chiều cao xuống đáy. Còn công thức tính diện tích hình vuông là a bình phương, đúng không nào? Vậy thì hãy theo dõi lên đây. Bài này không khó, tuy nhiên phải gợi ý một chút thì chúng ta mới nghĩ ra được. Ví dụ như cô có hình thoi, mình phác họa thôi nhé. Đây, cô có hình thoi như thế này. Cô đang lấy các điểm đấy. Lấy các điểm bằng cách vẽ ra đường chéo, nhưng mà cô lại không vẽ, mà cô chỉ chấm điểm thôi. Đây là hình thoi. Thì chúng ta sẽ có cạnh bằng a đây. Chúng ta sẽ vẽ đường cao xuống như thế nào nhỉ? Đặt thước vuông góc, đúng không nào? Vuông góc tức là điểm chia này sẽ nằm trên cạnh mà chúng ta cần vẽ đến. Và vẽ từ đỉnh vuông góc thì đây chính là h. Diện tích của hình thoi bằng a nhân h, còn diện tích của hình vuông bằng a bình phương. Vậy các em có so sánh như thế nào về a và h nhỉ? Chúng ta thấy rằng h là chiều cao, còn a là cạnh. Chiều cao chính là đường vuông góc, còn a ở đây được gọi là đường gì? Đường xiên. Và chúng ta biết rằng đường vuông góc bao giờ cũng nhỏ hơn đường xiên, đúng chưa? Như vậy chúng ta sẽ có h nhỏ hơn a. H nhỏ hơn a thì diện tích hình thoi phải nhỏ hơn diện tích hình vuông. Bởi vì hình thoi bằng a nhân h cơ mà, hình vuông bằng a bình phương tức là a nhân a đấy. Mà h thì nhỏ hơn a rồi nên chúng ta so sánh được, đúng chưa? Như vậy chúng ta sẽ phải trình bày cho cô là vì, hoặc là giả sử h là đường cao nhé, xét hình thoi có cạnh là a, vậy chiều cao là h. Thì chúng ta suy ra được h sẽ nhỏ hơn a. Và diện tích hình thoi cô ghi là S1 bằng a nhân h. Còn diện tích của hình vuông là S2 chính là a bình phương, đúng không nào? S1 bằng a nhân h, S2 bằng a bình phương, mà h thì nhỏ hơn a. Nên chúng ta suy ra được S1 phải nhỏ hơn S2. Và mình sẽ đi kết luận là vậy diện tích hình vuông lớn hơn diện tích của hình thoi. Hoặc là chúng ta kết luận là vậy diện tích của hình thoi nhỏ hơn diện tích của hình vuông, có cùng chu vi. Như vậy là xong. Các em đã hiểu bài này chưa? Qua bài này chúng ta đã biết được tất cả các công thức tính diện tích của các hình rồi. Như vậy thì chúng ta cần phải ôn lại cho cô các công thức tính diện tích các hình đặc biệt mà chúng ta đã học. Và làm các bài tập 43, 46, 5.2, 5.3 trong sách bài tập trang 163. Ở chương này thì chúng ta quan trọng là mình biết cách tính diện tích của hình, từ đó có thể tính được diện tích đa giác, chính là bài cuối cùng mà chúng ta học ở chương này.
thì buổi sau cô sẽ hướng dẫn chúng ta. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Mọi yêu cầu hãy thắc mắc gì, các em hãy comment ở bên dưới, cô sẽ trả lời ngay khi có thể. Cảm ơn các em, hẹn gặp lại các em ở buổi học sau. Khóa học Việt Jack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Jack.